áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách Công nghệ lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, cuối cùng các em, chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài số 15 với nội dung chính là nuôi cá ao. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến phần A, phần hoạt động mở đầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi hoạt động mở đầu trang 73. Câu hỏi có nội dung như sau. Nuôi cá ao cần chuẩn bị như thế nào? Khi nuôi cá ao, cần chú ý những vấn đề gì? Câu hỏi có hai nội dung chính. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ để trả lời như sau. Khi nuôi cá ao, chúng ta cần chuẩn bị. Đầu tiên là chuẩn bị ao nuôi và chuẩn bị cá giống. Thứ hai, chúng ta sẽ có những lưu ý khi nuôi cá trong ao như sau. Số 1 là chúng ta sẽ chuẩn bị ao nuôi. Trước mỗi lứa nuôi cá, chúng ta phải bắt hết cá còn sót, vệ sinh đáy ao xung quanh và phơi ao. Ao có lớp bùn dày dưới đáy, phải hút bớt bùn, rắc vôi, phơi ao và lấy nước. Bước 2 là chuẩn bị cá giống. Yêu cầu của cá giống là cần phải đồng đều, khỏe mạnh, không mang mầm bệnh, màu sắc tươi sáng, phản ứng nhanh nhẹn, kích cỡ phù hợp. Tiếp đến là khi chúng ta vận chuyển cá giống, thời gian vận chuyển là vận chuyển vào buổi sáng, buổi chiều mát và ban đêm. Thả cá giống là chúng ta sẽ thả từ từ, nhẹ nhàng, thao tác nhanh, tránh xây sát. Chúng ta sẽ đến với phần B, phần câu hỏi giữa bài. Phần 1 la mã, chuẩn bị nuôi ao nuôi và cá giống. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi khám phá trang 73. Đọc nội dung mục 1 la mã.1 và sắp xếp các bước trong quy trình chuẩn bị ao nuôi cá theo gợi ý sau. Tát cạn ao, hút bùn và làm vệ sinh ao, phơi đáy ao, bắt sạch cá còn sót lại, lấy nước mới vào ao, rắc vôi khử trùng ao. Chúng ta sẽ sắp xếp các bước như sau. Bước đầu tiên là tát cạn ao. Bước 2 là bắt sạch cá còn sót lại. Bước 3 là hút bùn và làm vệ sinh ao. Bước 4 là rắc vôi khử trùng ao. Bước 5 chúng ta phơi đáy ao. Bước 6 là lấy nước mới vào ao. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi kết nối năng lực trang 74. Quan sát hình 15.1 và cho biết gia đình và địa phương em thường nuôi cá trong các loại ao nào. Theo em, việc rắc bôi vôi bột khi vệ sinh đáy ao có tác dụng gì? Câu hỏi này cô sẽ gợi ý như sau. Gia đình em nuôi cá trong ao đất, địa phương em cũng nuôi cá ở trong ao đất chẳng hạn. Vậy thì theo em, việc rắc vôi vệ sinh đáy ao có tác dụng đầu tiên là hạ phèn đất và nước. Thứ hai là diệt cá tạp, địch hại, rong tảo và các mầm bệnh trong ao. Số 3 là giúp cho mùn bã đáy ao được phân hủy. Số 4 là làm đáy ao tốt hơn do được kháng hóa. Số 5 là làm chất lượng nước cũng được cải thiện. Cuối cùng là thức ăn tự nhiên của cá tôm cũng từ đó mà phong phú hơn. Khi chúng ta rắc vôi bột vệ sinh đáy ao, chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi khám phá trang 74. Em hãy nêu tóm tắt kỹ thuật chuẩn bị cá giống. Ở câu hỏi này, cô hướng dẫn trả lời như sau. Kỹ thuật chúng ta sử dụng chuẩn bị cá giống đó chính là: đầu tiên về yêu cầu cá giống, cần phải đồng đều, khỏe mạnh, không mang mầm bệnh, mang màu sắc tươi sáng, phản ứng nhanh nhẹn và kích cỡ phù hợp. Thứ hai là quá trình vận chuyển cá. Thời gian thì vận chuyển vào buổi sáng, buổi chiều mát và ban đêm, tránh vào buổi trưa nắng nóng, cá sẽ bị ngạt và chết. Chúng ta sẽ quá trình thả cá giống, chúng ta sẽ thả từ từ, nhẹ nhàng, thao tác nhanh, tránh xây sát. Chúng ta đến với phần 2 là mã chăm sóc và phòng trị bệnh cho cá. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi khám phá 1 trang 75. Em hãy sử dụng internet, sách báo để tìm hiểu về các loại thức ăn cho cá hiện đang được sử dụng nhiều ở nước ta. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi như sau. Các loại thức ăn cho cá hiện đang được sử dụng ở nước ta đó chính là thức ăn tự nhiên, thức ăn tươi sống, thức ăn tự chế và thức ăn công nghiệp. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang câu hỏi khám phá 1 trang 75. Em hãy cho biết tại sao phải giảm lượng thức ăn vào ngày thời tiết xấu hoặc khi dưới ao bị bẩn. Câu hỏi này các em sẽ suy nghĩ và dựa vào hướng dẫn của cô như sau. Khi chúng ta phải giảm lượng thức ăn vào ngày thời tiết xấu hoặc là khi nước ao bị bẩn, bởi vì lý do đầu tiên là do thời tiết xấu thì cá tập trung ngoi lên ăn, gây thiếu oxy, nguy hiểm cho sự sống của cá. Thứ hai là nước ao bẩn sẽ dẫn đến việc bắt mồi, khả năng tiêu hóa và sức khỏe của cá, dẫn đến hiện tượng cá sẽ chết trôi nổi ở trên mặt ao, đúng không nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi khám phá số 3 trang 75. Theo em, việc bổ sung nước sạch hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ như máy bơm, máy quạt, nước có tác dụng gì với cá nuôi? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Việc chúng ta bổ sung nước sạch
hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ như máy bơm, máy quạt nước có tác dụng với cá. Đầu tiên là cung cấp oxy cho cá. Thứ hai là tăng cường khả năng bắt mồi của cá. Số 3 là giúp cho khả năng tiêu hóa của cá tốt hơn. Số 4 là chúng ta cần đảm bảo sức khỏe cho cá. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi khám phá trang 76. Em hãy quan sát hình 15.6, hãy chỉ ra những điểm bất thường của cá. Các em sẽ theo dõi được 4 cái quy trình biểu hiện của cá khi bị bệnh để chúng ta chỉ ra điểm bất thường. Ở hình A, chúng ta sẽ trả lời là cá chép đang bị tuột vảy và xuất huyết. Hình B là cá mè đang bị đốm đỏ. Hình C là cá rô phi đang bị trướng bụng. Hình D là cá chấm cỏ bị loét đỏ mắt. Đó chính là những điểm bất thường của những con cá ở trong hình. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang phần 3, thu hoạch cá nuôi trong ao. Chúng ta sẽ theo dõi câu hỏi khám phá trang 76. Theo em, hình thức thu tỉa được áp dụng trong trường hợp nào và có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ suy nghĩ để trả lời như sau. Khi chúng ta tiến hành thu tỉa cá, khi đã cá đã lớn và mật độ cá nuôi đã dày đặc ở trên mặt ao. Ý nghĩa của việc thu tỉa cá đó chính là chúng ta làm giảm mật độ đàn cá nuôi trong ao bằng cách lọc những con to đem bán, còn những con nhỏ để chúng ta nuôi thêm. Chúng ta tìm hiểu câu hỏi kết nối trang 76. Em hãy nêu một số dụng cụ thường được sử dụng để thu hoạch cá. Trong quá trình mà những bác nông dân thu hoạch cá thì chúng ta sẽ sử dụng những lưới, những thùng chứa hoặc là những sục tạo oxy hoặc là máy bơm để chúng ta sử dụng để thu hoạch cá, đúng không nào các em? Chúng ta sẽ bước sang câu hỏi mang tính chất luyện tập và vận dụng. Tìm hiểu câu hỏi luyện tập 1 trang 77. Trình bày các bước trong quy trình kỹ thuật nuôi cá trong ao. Chúng ta đã tìm hiểu rồi, chúng ta sẽ luyện tập vận dụng lại. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị ao nuôi và cá giống. Thứ hai là chăm sóc và phòng và trị bệnh cho cá. Số 3 là thu hoạch cá nuôi trong ao. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi luyện tập 2 trang 77. Em hãy nêu những điều cần chú ý trong quy trình chăm sóc, thu hoạch cá trong ao. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Những điều cần chú ý trong quy trình chăm sóc cá ao. Đầu tiên là thức ăn và cho cá ăn. Khi mới thả thì chúng ta thử sử dụng thức ăn viên nổi có hàm lượng protein từ 30 đến 35%, kích cỡ là từ 1 đến 2 mm. Khi cá lớn thì chúng ta thử sử dụng viên ăn nổi có hàm lượng protein lớn nhỏ hơn là từ 28% đến 30%, kích cỡ thì to hơn. Còn thời gian cho ăn, lần 1 thì từ 8 đến 9 giờ sáng, lần 2 khoảng 3-4 giờ chiều, lượng thức ăn là 3% đến 5% lượng cá trong ao. Cách cho ăn thì chúng ta sẽ dùng tay hoặc là dùng máy để cho cá ăn. Phần 2 là chúng ta quản lý chất lượng cá nuôi trong ao. Nước thì định kỳ hàng tuần chúng ta bổ sung nước sạch hoặc thay nước. Chúng ta thường trường hợp khó thay nước thì chúng ta sẽ sử dụng chế phẩm sinh học làm sạch nước. Đối với ao đất thì chúng ta sẽ cắt cỏ, vệ sinh ao, hạn chế che phủ, giữ nước ao màu xanh nõn chuối. Chúng ta sẽ cung cấp oxygen bằng máy bơm, máy phun nước mưa hoặc là quạt nước cho cá. Vậy thì những điều cần chú ý trong quy trình thu hoạch cá ao đó chính là thu tỉa, kéo lưới, lọc con to đem bán, con nhỏ thì nuôi thêm. Thu toàn bộ là kéo lưới từ 2 đến 3 mẻ, sau đó tắt cạnh, cạn sạch và bắt sạch cá trong ao. Chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu câu hỏi vận dụng trang 78. Em hãy cho biết có bao nhiêu hình thức thu hoạch cá nuôi trong ao, khi nào thì áp dụng từng hình thu hoạch đó. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Có 2 hình thức thu hoạch cá trong ao, thu tỉa hoặc là thu toàn bộ. Thu tỉa là khi cá lớn, mật độ cá nuôi dày, chúng ta có thể đánh bắt bớt những con đạt kích thước cỡ thương phẩm. Khi chúng ta thu toàn bộ thì đa số cá trong ao đạt kích cỡ thương phẩm thì chúng ta sẽ thu hoạch cá. Câu hỏi áp dụng vừa rồi đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.